Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Hyundai Tucson nhé. Cho cả 4 phiên bản, từ phiên bản 1.6 turbo này, bản máy dầu và đặc biệt, máy xăng đặc biệt và bản tiêu chuẩn ạ. Cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi là chiếc xe này là chiếc xe lắp ráp trong nước, vậy thì tổng chi phí bánh nó đang là bao nhiêu để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất để mình mua chiếc xe này không, hay cần phải mua bản cao cấp hơn. Hiện tại giờ nhà máy đã hỗ trợ cho khách hàng là 20 triệu một xe nhá. Vậy thì tổng chi phí lăn bánh cho anh em khi mà đã được giảm giá cho anh em đang là bao nhiêu, thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Tucson bản 1.6 turbo ạ. Với giá limit nó đang là 932 triệu ạ. Hiện tại giờ đại lý chung em đang bán cho anh em là 892 triệu. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Nói về phần giá xe thì chắc chắn luôn anh em là sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em luôn ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Tucson bản 1.6 turbo này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 970 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 943 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 961 triệu ạ. Tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là ở Hà Nội thuế rất là 12%, giảm xuống là còn 6% ạ. Biển số là 20 triệu nhá. Còn ở tỉnh thuế rất là 10%, giảm xuống là còn 5% ạ. Biển số rất là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế sẽ là 10%, giảm xuống 5% ạ. Biển số là 20 triệu ạ. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy ạ. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em một chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu bản đặc biệt ạ. Sản xuất 2010 nhá. Vậy thì chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu bản đặc biệt này với giá limit nó đang là 940 triệu ạ. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 900 triệu tròn nhá. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhá. Vậy thì chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 979 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 951 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 969 triệu đấy ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số này, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Đấy là chi phí mà em tính vào cho anh em. Và một số các chi phí mà em chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ nhá. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó bảo hiểm tự nguyện ạ. Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi nhá. Và một số chi phí khác nữa em chưa tính vào nữa đó cho anh em. Anh em đó là chi phí mềm hay gọi là chi phí lót tay nhá. Từ lót tay thuế này, đăng ký, đăng kiểm, công an này. Mỗi một tỉnh nó chi phí khác nhau nhá, nhưng con số nó không phải quá lớn đâu ạ. Nó chỉ là vài triệu thôi ạ. Đó. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt ạ. Với giá niêm yết nó đang là 878 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 838 triệu nhá. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 913 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 886 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 904 triệu đấy ạ. Đó, đó là chính là về phần giá xe của chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản đặc biệt. Thì em nhớ không nhầm sẽ là có 7 tỉnh thuế rất là 12%. Mà anh em nào trong 7 tỉnh đấy thì anh em nào muốn được tính tổng chi phí chi tiết cụ thể thì anh em hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được tính toán chi tiết cụ thể nhất, thì anh em hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình nhá. Ok, tiếp theo cuối cùng em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản tiêu chuẩn sản xuất 2010 ạ. Với chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản tiêu chuẩn này với giá niêm yết nó đang là 799 triệu ạ, nó là giá áp thuế luôn nhá. Vậy thì chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản tiêu chuẩn này đại lý chúng em giờ đang bán cho anh em với giá đang là 759 triệu ạ. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em luôn luôn giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Tucson máy xăng bản tiêu chuẩn này lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 829 triệu nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 803 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 821 triệu nhá. Đấy là video này hôm nay em chỉ là giới thiệu cho anh em về phần giá xe, cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em ở Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về toàn bộ dòng xe của Hyundai cho anh em một cách liên tục để cho anh em có chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất để mua chiếc xe hay không, hay là cần phải mua bản cao cấp hơn, cũng như các hãng xe khác như là Toyota, Kia, Mazda, Ford hay rất nhiều hãng xe khác nhau. Thì em xin phép được dừng video ở đây nhé. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.